sẽ miễn thuế đất nông nghiệp cho nhiều đối tượng sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 cho nhiều đối tượng. Đây là một trong những nội dung đang được Bộ Tài chính đề xuất về dự toán ngân sách nhà nước trong năm nay cũng như là năm 2016 để nhằm khuyến khích hơn nữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp. Theo đó thì các đối tượng được miễn thuế đất nông nghiệp là các hộ gia đình, cá nhân, các đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Với việc miễn thuế đất nông nghiệp này, thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm bình quân chỉ còn khoảng 60 tỷ đồng một năm. Từ đó giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất đất nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn. Cũng theo Bộ Tài chính, việc miễn thuế đất nông nghiệp cũng để khuyến khích hơn nữa các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, khuyến khích phát triển xây dựng cánh đồng mẫu lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để đạt năng suất.